Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với hệ thống Hiếu Thành Phát. Mình là Bảo Ngọc. Thì ngày hôm nay đây Ngọc sẽ review cho các bạn một số mẫu son nít bên Ngọc đang được rất là nhiều khách ưa chuộng luôn ha. Thì không thể thiếu cái màu này, đó là em son nít màu tím xanh titan. Cái em này là đã có một thời rất là hot và thậm chí là khách Ngọc ở rất là xa luôn. Anh ở Cà Mau nữa lên đây mua cái em này ha. Thì hiện tại là son nít đang giảm rất là mạnh rồi đó. Giảm giá bao nhiêu các bạn nhắn tin vô la Zalo Ngọc nè, 0933164446. Nhắn tin qua Zalo Ngọc sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn nha. Rồi, ở đây là Ngọc có em son nít màu xanh ngọc hay còn gọi là xanh lục bảo. Thì cái bản này á là Ngọc thấy là bán rất là chạy và hầu như nhiều khách thích cái em này lắm luôn nè. Rồi tiếp theo là em này là em xanh xi măng. Xanh xi măng này thì kết hợp với lại họa tiết ngũ sắc này cả nhà, khá là đẹp mắt luôn. Và Ngọc cũng đã từng review chi tiết cái em này rồi ha. Rồi, tiếp theo là Ngọc có em này. Em này là, mình gọi em này là xanh biển đi nha. Xanh biển để một lát mình sẽ phân biệt với cái màu xanh kia nữa. Màu này là màu xanh biển nha cả nhà. Các bạn thích Ngọc có thể hỗ trợ độ lên tem đỏ để cho nó nổi bật cũng được. Rồi, đây là màu này là màu vàng cát. Các bạn gọi giúp Ngọc màu vàng cát màu này nha, để khi mà các bạn gọi hỏi xe thì Ngọc sẽ biết được là cái màu gì hen. Rồi, tiếp theo là Ngọc có xanh xi măng nè, rồi màu cam đen. Cái em này nhiều khách hỏi lắm nè. Tại vì nó rất là nổi á cả nhà. Nó sẽ không có nổi quá giống như màu vàng, nó vừa tầm thôi nhưng mà vẫn tôn được cái làn da của mình nha. Đi cái này rất là sáng da luôn. Rồi đây, qua bên đây Ngọc có cái em này. Em này là em màu xanh đen đỏ nha cả nhà. Em này phải nói là màu rất là đẹp, kết hợp với lại bánh mâm màu đỏ luôn, trong xe mình sẽ rất là sáng luôn ha. Thì cái em này hiện tại là giá cả cũng cực kỳ tốt. Và đặc biệt nếu mà các bạn mua trả góp á, mình trả trước 50% giá trị xe là được lấy cả viện gốc. Hiện tại là Ngọc có hỗ trợ duyệt hồ sơ online nữa. Các bạn chụp giấy tờ gửi qua giúp Ngọc, chứng minh bằng lái hoặc chứng minh hộ khẩu để Ngọc sẽ hỗ trợ duyệt hồ sơ cho cả nhà mình nha. Em này mình chỉ cần đưa trước cho Ngọc khoảng 5 triệu là mua được xe rồi ha. Cửa hàng của Ngọc nằm ở bến Cát Bình Dương. Quan tâm xe nhắn tôi liền 0933164446 nha.